Trần Tiến xin kính chào quý vị khán giả của kênh Tiến Tin Tức. Chùa chiền là những nơi linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh. Vì thế, trang phục khi đi chùa chiền là một điều được rất nhiều người quan tâm. Mới đây, cư dân mạng xã hội đang xôn xao vì một cô gái mặc nội y quỳ lại trước chùa. Sự việc trên là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua clip sau đây. Một cô gái mặc nội y quỳ lại trước chùa được cư dân mạng truy tìm. Nhiều người tỏ ra khó hiểu và phẫn nộ trước hành động phản cảm này của cô gái. Những ngày gần đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước một đoạn clip cực phản cảm ở chốn linh thiêng. Hình ảnh ghi lại một cô gái thản nhiên mặc nội y, đứng quỳ lại trước chùa. Thực hiện xong nghi lễ, người này tiến về phía cổng, nơi để chiếc váy, rồi khoác lên người và rời đi trong ánh mắt đầy bất ngờ của người xung quanh. Toàn bộ vụ việc xảy ra được một người đi chùa quay lại và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin và hình ảnh về vụ việc đã nhận được sự chú ý cực lớn. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khó hiểu và phẫn nộ trước hành động phản cảm của cô gái. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 2 vừa qua tại chùa Hành Hoàng thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước đó, trên mạng xã hội đã từng xuất hiện rất nhiều trường hợp hành động lố lăng trước chốn linh thiêng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem lại một số trường hợp lố lăng ở những chốn linh thiêng như thế này.